Xin chào các bạn, đừng làm slide trình chiếu của các cặp đầu dòng hay liệt kê nhàm chán như thế này nữa. Nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng thẻ chuột sinh động kiểu như bạn đang thấy bằng Canva và cả PowerPoint. Bạn có thể làm hiệu ứng này để giới thiệu thành viên của nhóm, hoặc là dùng cho các slide mở đầu, hay để giới thiệu cấu trúc nội dung chính của bài trình bày. Thao tác đơn giản và thực hiện cũng rất nhanh, chỉ mất vài phút thôi. Và dù bạn quen dùng Canva hay PowerPoint đều có thể áp dụng được luôn. Bạn quen xài Canva hay PowerPoint và muốn xem hướng dẫn của cái nào trước thì hãy xem mục lục thời gian ở phần mô tả của video để được chuyển nhanh đến phần đó nhé. Có hai kiểu thẻ chuột, kiểu một trông như thế này. Còn kiểu thẻ chuột thứ hai thì trông như thế này. Khác nhau chút xíu thôi à, chúng ta sẽ làm cả hai phiên bản luôn nhé. Đầu tiên chúng ta làm với Canva. Bạn chọn định dạng Presentation, tạo trang trống. Bắt đầu với kiểu hiệu ứng thẻ chuột thứ nhất. Bạn bấm vào mục thành phần, chọn tạo hình dạng, tạo cho mình một hình vuông. Bạn có bao nhiêu phần nội dung thì nhân đôi lên bấy nhiêu hình vuông, xếp liên tiếp nhau. Sau đó bạn đổi màu cho các hình vuông theo tông màu mà bạn thích. Ctrl A để chọn tất cả, rồi dịch chuyển và kéo cả bốn shape vừa tạo cho kính vừa khung hình. Rồi giờ bạn chọn tính năng văn bản để thêm các hợp chữ vô, ví dụ như số thứ tự, tiêu đề chính của phần, mô tả ngắn gọn của phần hay là thêm hình ảnh, icon trang trí. Xong rồi giờ bạn nhóm từng phần lại bằng cách rê chuột vẽ vào vùng của từng thẻ, rồi chọn nhóm lại hay bấm Ctrl G. Rồi giờ bạn bấm vào mục thành phần, tìm một background hình nền để làm slide tiêu đề của bài thuyết trình nhé. Chèn hình nền vào, rồi chèn tiêu đề của bài vào, hay thêm tên người trình bày nếu muốn. Bạn nhấn giữ phím Shift để click chọn các thành phần này và cả phần hình nền luôn nhé. Rồi Ctrl G để nhóm tất cả lại. Tiếp theo bạn click chọn vào slide hiện tại. Nếu không thấy để click thì nhớ bấm ở đây để chọn lại chế độ xem slide nha. Sau đó bạn nhân đôi slide này lên, bấm vào ký hiệu ở góc để chọn tạo bảng sao, hay là bấm Ctrl D để nhân bảng cho nhanh nhé. Ở slide mới nhân bảng này, bạn kéo phần hình nền tiêu đề ra để lộ ra thẻ nội dung thứ nhất. Tiếp tục lại Ctrl D nhân đôi slide hiện tại. Ở slide mới, kéo phần hình nền để lộ ra thẻ nội dung thứ hai. Cứ y như vậy, bạn tiếp tục slide tiếp theo cho nội dung thứ ba. Ở slide cuối cùng để hiển thị nội dung thứ tư, bạn kéo phần hình nền gần sát ra ngoài khung hình, nhưng chưa lại một chút xíu nhé. Vì hạn chế của Canva hiện tại là bạn đưa đối tượng ra khỏi khung thiết kế là xem như nó mất luôn á. Đã xong rồi, giờ chúng ta tạo hiệu ứng thôi. Bạn rê chuột đến giữa hai slide để hiện lên biểu tượng sau và bấm vào để mở hiệu ứng chuyển cảnh. Rồi giờ bạn chọn loại hiệu ứng tên là khớp và chuyển. Ở phần thời lượng, bạn kéo số giây tăng lên để hiệu ứng được diễn ra mượt mà hơn. Giờ bạn sẽ bấm áp dụng cho tất cả trang. Vậy là xong rồi đó, bạn chỉ cần mở chế độ trình chiếu để xem thử nha. Đây là hiệu ứng bạn vừa làm được. Rất nhanh đúng không nào? Giờ tiếp tục biến tấu một chút xíu với kiểu chuột thẻ nội dung thứ hai nha. Giờ chúng ta sẽ làm kiểu slide giới thiệu thành viên của nhóm. Bạn bấm vào mục thành phần, chọn tạo hình dạng, tạo một hình vuông. Rồi bạn có bao nhiêu phần nội dung thì nhân đôi lên bấy nhiêu hình vuông, xếp liên tiếp nhau. Sau đó bạn đổi màu cho các hình vuông theo tông màu mà bạn thích. Ctrl A để chọn tất cả, rồi dịch chuyển và kéo cả bốn shape vừa tạo cho kính vừa khung hình. Rồi giờ bạn chèn hình của các thành viên trong nhóm vào. Bạn chọn tính năng văn bản để thêm các hợp chữ, ký tên của từng thành viên và phần giới thiệu ngắn về từng người nếu cần. Xong rồi bạn nhóm từng phần lại bằng cách rê chuột vẽ vào vùng của từng thẻ, rồi chọn nhóm lại hay bấm Ctrl G. Giờ bạn sẽ kéo thẻ của từng thành viên qua hết một phía, chưa lại một phần của thẻ như thế này. Ở khoảng trống của trang, tìm một background có màu sắc phù hợp, chèn vào khoảng trống của slide. Rồi bạn chèn hộp chữ tiêu đề hay tên của nhóm, giới thiệu ngắn về nhóm. Khoanh để chọn tất cả các đối tượng vừa tạo và nhóm lại hay Ctrl G. Tiếp theo bạn click chọn vào slide hiện tại, bấm Ctrl D để nhân bảng slide này lên. Ở slide vừa nhân bảng, bạn nhấn giữ phím Shift khi click chọn nhóm thẻ của thành viên thứ nhất và giữ Shift click chọn phần nền, rồi kéo cả hai sang trái để lộ phần thẻ thông tin của người thứ nhất. Xong tiếp tục Ctrl D nhân bảng slide hiện tại. Ở slide vừa nhân bảng, nhấn Shift chọn thẻ của thành viên thứ hai, thứ nhất và phần nền, kéo tất cả sang trái. Cứ tương tự như vậy, Ctrl D nhân bảng slide hiện tại, kéo thẻ 1, 2, 3 và nền qua trái. Cho đến thành viên cuối cùng
thì cũng kéo hết thẻ qua bên trái như thế này. Như bạn nhớ chừa lại một tí xíu cạnh của phần hình nền vẫn còn hiện diện trên khung thiết kế nha. Sắp xếp xong rồi, giờ chúng ta chỉ cần bật hiệu ứng lên thôi. Bạn rê chuột đến giữa hai slide để hiện lên biểu tượng sau và bấm vào để mở hiệu ứng chuyển cảnh. Rồi giờ bạn chọn loại hiệu ứng tên là khớp và chuyển. Ở phần thời lượng, bạn kéo số giây tăng lên để hiệu ứng được diễn ra mượt mà hơn. Giờ bạn sẽ bấm áp dụng cho tất cả trang. Vậy là xong rồi đó. Giờ bạn chỉ cần mở chế độ trình chiếu để xem thử nha. Đây là hiệu ứng bạn vừa làm được. Như bạn thấy, các thành viên được giới thiệu từng người một. Nếu bạn thấy có nhiều slide quá và không cần giới thiệu từng người một như vậy, thì cứ xóa bỏ bớt các slide ở giữa, giữ lại slide đầu tiên và cuối cùng thôi. Như vậy thì hiệu ứng của bạn sẽ trông như thế này. Như vậy đây là hai kiểu hiệu ứng chuột thẻ bạn đã tạo bằng Canva. Giờ nếu bạn không muốn dùng Canva mà quen dùng PowerPoint hơn, thì chúng ta dùng PowerPoint để tạo hiệu ứng tương tự nha. Mở PowerPoint lên, vào Insert, Shape, vẽ một hình chữ nhật. Ở Format, nhớ tắt đường viền của hình đi, Shape Outline là No Outline. Rồi nhân đôi Ctrl D hình chữ nhật theo số lượng các thẻ nội dung mà bạn cần có, đổ màu cho từng thẻ. Rồi giờ Ctrl A chặn tất cả, Ctrl G để nhóm tất cả lại, nhằm mục đích để dễ cân chỉnh cho các thẻ phủ kính slide với diện tích đồng đều nhau. Giờ bạn sẽ chèn hộp chữ tiêu đề của từng phần, hay mô tả ngắn gọn, hoặc đính kèm một icon cho mỗi phần. Sau khi chèn xong, bạn Ctrl A chọn tất cả, Ctrl G để nhóm tất cả lại một lần nữa. Sau đó bạn tìm một hình nền có tông màu phù hợp với slide, phủ kín lên trên slide, rồi chèn tiêu đề nội dung, tên tác giả hay icon. Nhấn Shift rồi liếc chọn tất cả đối tượng vừa mới tạo để group nó lại hoặc bấm Ctrl G. Tiếp theo bạn click chọn vào slide hiện tại, bấm Ctrl D để nhân bản slide này lên. Ở slide mới nhân bản này, bạn kéo phần hình nền tiêu đề ra để lộ ra thẻ nội dung thứ nhất. Tiếp tục lại Ctrl D nhân đôi slide hiện tại. Ở slide mới, kéo phần hình nền để lộ ra thẻ nội dung thứ hai. Cứ y như vậy, bạn tiếp tục slide tiếp theo cho nội dung thứ ba. Với nội dung cuối thì phần hình nền sẽ nằm ra khỏi giao diện hiển thị của slide luôn. Xong rồi đó, giờ bạn chỉ cần bấm Ctrl A để chọn tất cả các slide đang có. Vào Transition, chọn bật tính năng Morph lên. Rồi xong rồi, hãy xem thành quả của bạn nha. Khi bạn click chuột hay bấm Enter thì từng thẻ nội dung được trượt ra. Bạn cũng có thể cho trượt ngược quay lại nữa nếu muốn. Giờ biến tấu một chút xíu với kiểu trượt thẻ nội dung thứ hai nha. Giờ chúng ta sẽ làm kiểu slide giới thiệu thành viên của nhóm. Bạn bấm Insert, Shape để vẽ một hình chữ nhật. Ở Format, nhớ tắt đường viền của hình đi, Shape Outline là No Outline. Rồi bạn có bao nhiêu phần nội dung thì nhân đôi lên bấy nhiêu hình chữ nhật, xếp liên tiếp nhau. Sau đó bạn đổi màu cho cái hình chữ nhật theo tông màu mà bạn thích. Ctrl A để chọn tất cả, Ctrl G để nhóm tất cả lại, để dễ kéo giãn các thẻ phủ kính slide với diện tích đồng đều nhau. Rồi giờ bạn chèn hình của các thành viên trong nhóm vào, chèn chữ giới thiệu tên và thông tin của từng thành viên. Bấm Ctrl A, click chuột phải, chọn Ungroup. Giờ bạn sẽ nhóm lại từng thẻ thành viên, gồm phần hình chữ nhật, tên, hình và thông tin lại thành từng nhóm riêng. Sau khi nhóm xong, bạn kéo từng nhóm thẻ thành viên qua một bên phải, chỉ chừa lại một phần cạnh bên thế này thôi. Rồi giờ còn khoảng trống còn lại, bạn tìm và chèn vào một hình nền có màu sắc phù hợp. Có thể chèn thêm một hộp chữ tên của nhóm hay giới thiệu về nhóm. Nhấn Shift để chọn tất cả đối tượng vừa thêm vào, gồm cả hình nền và các hộp chữ. Rồi Ctrl G để nhóm tất cả lại với nhau. Xong rồi bạn click chọn slide hiện tại, nhấn Ctrl D để nhân đôi slide. Ở slide vừa nhân đôi, nhấn Shift để chọn thẻ thành viên đầu tiên và phần hình nền. Kéo cả hai cùng qua trái như thế này. Xong rồi lại click chọn slide hiện tại, Ctrl D để nhân đôi. Ở slide mới tạo, lại click chọn thẻ thành viên tiếp theo, nhấn Shift để cùng chọn toàn bộ phần bên trái, kéo tất cả dịch qua bên trái. Tương tự như vậy, nhân đôi slide hiện tại, kéo tất cả phần này qua bên trái. Đến thành viên cuối cùng, Ctrl A, kéo tất cả sang trái. Lúc này phần hình nền và tiêu đề sẽ nằm ngoài phần hiển thị của slide. Setup xong rồi đó, giờ bạn chỉ cần Ctrl A để chọn tất cả các slide, rồi click Transition, chọn Morph. Thế là xong, giờ xem thử hiệu ứng nha.
Đây là hiệu ứng bạn vừa làm được. Như bạn thấy, các thành viên được giới thiệu từng người một. Nhưng nếu như bạn thấy có nhiều slide quá và không cần giới thiệu từng người một như vậy, thì cứ xóa bỏ bớt đi các slide ở giữa, giữ lại slide đầu tiên và cuối cùng thôi. Như vậy thì hiệu ứng của bạn sẽ trông như thế này. Các thẻ trượt ra giới thiệu tất cả cùng lúc. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn hiệu ứng trượt thẻ này bằng cả Canva và PowerPoint. Bạn luôn có thể biến tấu các thẻ trượt này thay vì là hình chữ nhật thì có thể là hình tròn hay bán nguyệt như thế này. Cách làm cũng y như vậy thôi, chỉ là đổi hình dạng là bạn có thể tự sáng tạo ra nhiều phiên bản mới. Đến đây hy vọng các bạn sẽ thử và làm được hiệu ứng này cho bài trình chiếu sắp tới sinh động và hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.